Chào cả nhà đã trở lại với kênh Khói Bếp Miền Quê. Hôm nay thì mình sẽ làm hột gà nướng nha cả nhà. Ở đây thì mình có mua 20 cái hột gà, nhưng mà về tới nhà thì nó đã bể hết 2 rồi cả nhà ơi. Còn có 18 hột rồi cả nhà. Rồi cái món hột gà nướng này cả nhà ơi rất là dễ làm nha cả nhà. Đó, mình rảnh thì mình làm cho cả nhà mình ăn nha. Thì hôm nay mình cùng cả nhà cùng mình để làm cái món hột gà nướng nha. Hột gà này mình mua về nè, mình làm bể nè cả nhà, hơi dơ quá, giờ mình mang đi rửa nha. Hột gà mình đã rửa xong rồi nè cả nhà, bây giờ mình đập để mình lấy cái lòng đỏ, lòng trắng ở trong ha. Cứng quá vậy ta. Cái này mình lấy cái mũi kéo hoặc cái muỗng nha, mình đập cho nó dập dập vậy nè. Đó, rồi mình dùng cái xiên que nè, mình quậy ra. Rồi, mình chút ra nè. Cái này mình đập á, mình chút đại vô tô đi. Một hồi nữa cái mình còn lượt lại. Mình đừng có sợ cái vỏ này á, nó rớt vô. Lỗ hơi nhỏ nhỏ thôi, hồi nữa mình nướng á, nó không có bị xì ra ngoài. Mình làm cách này nó nhanh á, nghe cả nhà. Có nhiều người ta lấy cái ống kim tiêm á, người ta hút ra. Làm gì nó lâu lắm. Rồi cả nhà ơi, mình vừa làm xong ha, được 18 trứng gà nè, 2 trứng bể mình bỏ riêng rồi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho gia vị vào đây. Ở đây là mình có đường nè, đây là muối, bột ngọt với tiêu, mình cho vô luôn ha. À, mình làm 18 trứng thì mình cho 2 muỗng cà phê ha, đường, bột ngọt, tiêu, 1 muỗng cà phê muối. Cả nhà nêm lại theo gia vị của theo khẩu vị của gia đình mình nha. Cả nhà muốn ăn cay á, thì mình bỏ tiêu thêm nha. Cái này cả nhà dùng đũa mình đẩy nhẹ nhẹ vậy nè, chứ mình đừng đánh ha, mình đánh thì nó dậy lên á, mình nướng thì nó sẽ bị trào ra và nó nổ. Để cho nó cái trứng của mình nó mịn á thì mình sẽ lượt qua gây ha, để mình bỏ ba cái tiêu với cái xác cái vỏ trứng hồi nãy mình đập nó rớt vô. Cả nhà cũng lưu ý ha, giùm mình. Cả nhà đừng có đánh lên nha, nó dậy lên thì khi mình hấp á thì nó sẽ nổ ra ha. Rồi mình lấy đũa, mình đảo nhẹ nhẹ vậy nè, mình xơ nhẹ nhẹ cho nó chảy từ từ xuống. Này nó có tiêu, giờ nó chảy chậm á. Cái chùm trắng nó nằm phía dưới, nó cản lại. Mình làm cái này nè, bữa tối gia đình mình á, nướng mình ăn tráng miệng, ngon lắm cả nhà ơi. Rồi mình lượt còn cái chùm trắng gì nè, ở đây là mình lượt nó không xuống nữa rồi, giờ mình bỏ cái phần này ha. Cả nhà đừng có tiếc ha, mình đừng có tiếc, mình đánh cho hết cái này ha. Mình đánh hết thì hồi mình hấp lên á, mình luộc, mình hấp lên á thì nó sẽ bị nở, nó bị bể cái vỏ ha.
Rồi ở đây mình tận dụng cái chai tương ớt nè, mình ăn xong á mình để cái chai lại ha. Giờ mình lấy cái chai này mình cho trứng vô đây, rồi mình bơm vô trứng gà. Rất là tiện luôn nha cả nhà. Rồi mình cho vô cái ca này đang mình rót vô cái chai. Rồi mình lấy cái ca nó có cái mũi nhọn nhọn, cái miệng nhọn nè. Mình rót cho nó vô. Rồi ở đây mình có 18 cái trứng gà thì mình chuẩn bị 18 cái ly nè. Đó, mình cho ra đây để mình để trứng lên ha. Rồi, giờ mình bơm trứng vô. Cái này mình bơm trừ hao ha, gần đầy thôi chứ mình đừng cho đầy quá ha. Nếu đầy quá mình hấp một hồi nữa nó sẽ bị trào lên trên. Rồi mình bơm hơi hơi gì được rồi nè ha. Là mình hấp một hồi nữa nó không bị trào ra ngoài. Mình bơm đầy quá hấp hồi nó trào cái trứng ra ngoài nó xấu ha. Rồi cả nhà ơi, hột gà mình đã bỏ vô trở lại hết rồi nè ha. Bây giờ mình để vô để mình chuẩn bị mình đi hấp. Rồi đợi cho nước sôi ha, mình đi hái một mớ rau găm vô mình để hồi chiều mình ăn với hột gà. Trời ơi cái dàn mốt ai làm sập mẹ hết trơn rồi. Cái đám rau găm này tốt hết biết tốt luôn rồi. Mình hái một ít vô mình ăn ngay. Nay mình trồng cái đám ướp nè. Ong dưới sâu nó đục hết trơn à. Toàn là ăn lá không. Lâu lâu ăn được trái. Hồi xưa chồng bỏ đại dàn ướp chỉ là ăn không hết thì cho cả sớm. Cái đám quế này không đầy không ăn nó già nè. Trời ơi cây ớt nó trái dữ dằn luôn nè. Nó chưa chín. Ớt này ít ớt hiểm xanh nè. Cái lá này nấu canh ăn ngon lắm. Rồi nước sôi nè cả nhà ơi. Giờ mình cho trứng gà vô hấp nha. Mình hấp trứng thì mình hấp nước ít thôi. Nhiều quá cái hơi nóng nó nhiều. Trứng gà nó chịu không nổi nó bể á. Rồi mình để lần từ trứng thôi cho nó chắc ăn. Để lỡ nhiều lỡ tay cái nó đổ. Cái này mình hấp khoảng 10 15 phút à là nó chín này. Rồi mình để nguội mình nướng lại ha. Này mình chụm lửa nhỏ nhỏ cả nhà, chụm quá thì nó bị trào lên ha. Cái này mình hấp thì mình lâu lâu mình xả hơi ha. Mình dỡ nắp thường xuyên nè. Nó không có bị trào cái trứng nó ra. Còn mình đẩy thì nó bị trào ha. Rồi cả nhà ơi, hột gà mình đã hấp xong rồi nè. Cả nhà thấy ngon ghê chưa? Đó, mình chờ ông xã mình đốt than rồi mình nướng rồi mình mời cả nhà cùng ăn nha. Nó có màu đậm mà không nè. Tại trứng gà nó đẻ vậy đó. Em cũng không biết làm sao nữa. Chờ than đi, than chưa ấy. Cái trứng gà đó mình đổ gần đầy vậy cả nhà, cho nên mình hấp nó phì ra nè ha. Cái này mình kinh nghiệm mình đổ lưng lưng xuống tí nữa.
nó không có trào cái trứng gà ra ngoài. Mời cả nhà ơi, ông xã mình đã đốt than xong rồi nè, bây giờ mình mời cả nhà còn nướng trứng gà với mình nha. Hốc gà bỏ đi. Anh ăn mấy trứng này. Gấp lâu nè. Sao anh không móc nữa? Để móc trứng gà này mình hấp rồi mình nướng lại ăn thơm lắm cả nhà ơi. Nướng lại thì nó sẽ khô khô hơn. Mình hấp ha. Nó ấy đều lên. Trứng gà vàng lại nữa. Không có. Đúng chưa? Biết. Đây. Anh nóng á. Cái này than nóng quá nước vỡ rồi nè. Cái này mình nướng cho nó nóng nè, nó gáo lại mình gấp ra mình ăn được nha cả nhà. Còn không thì mình để giữa than ít á, chỗ nào mình lùa vào chỗ nào than ít á. Để than nhiều quá nó bị nứt vỏ. Hơi nhiều quá. Hơi nóng gì cơ, hơi nóng ăn được rồi. Cho nó đi, dẹp này đi. Rồi mình mời cả nhà cùng ăn trứng gà nướng với hai chồng mình nha. Xã mình thì nặng chanh vô muối tiêu mạnh. Một cho đại đi thôi, mình ăn cái mình giúp cho. Rồi lọc ăn lên. Rồi mời cả nhà ăn hộp gà. Nó nóng quá anh ơi. Hộp gà là hộp gà hấp luộc nướng. Cái này bỏ lỡ. Bỏ lỡ vậy nè. Còn nó quá nóng. Mình mới nướng xong nè, nóng quá thì nóng cả nhà ơi. Mình than nóng quá nóng cái mình nướng chưa kịp khô hung á anh. Chưa khô hung nè, mà nó bị nứt vỏ à. Sẽ nó đi để lấy ra luôn. Ở nhà nha, ở nhà ăn hộp. Hộp vịt hấp nướng. Hộp gà. Hộp gà. Mà cái nhà nha. Ừ, ngon quá. Thơm. Tấm miếng muối tiêu ha. Ừ. Chua cay cay. Ăn đi dưa leo, rau găm. Dưa leo. Cái này ăn gì hả? Nói gì không ta? Hả? Ăn không, không nói gì không? Cái này nó ăn chơi mà, nhậu mà. Rau găm hái nào héo trần trời. Nó ăn sớm nè. Còn cũng đó mà con nó kèo không hái. Cái này nó hơi đỏ lá lên. Trên chỗ đó thì nó trong mát thì nó còn xanh. Cái này em thấy ăn với rau găm nó hợp hơn á. Rau gà nướng ăn rau găm. Ủa rồi lấy trồng đỏ ra gì nói không tiêu vậy, cái khác không nè. Trồng đỏ em đánh lộn vô á. Nên cho chị vô. Một tiếng rồi. Đổ một cái lại. Rau này giống như là cái hộp vịt giữa á. Hộp vịt giữa mà cái trồng trắng á. Mày thả cái này nó mềm hơn. Bữa nay ông trận giấu quá trời gió. Cái gì trời đó má. Ngon quá. Ăn trận chứ. Ngọc gà mình để nguyên mình luộc nha. Tập hành lên. Lột ngay người ta ăn. Muốn hết mình lột cái gỗ. Cái em lột chậm quá à. Nó hơi dính vô cái vỏ nè. Trần trắng trần đỏ mình lộn xộn hết trơn rồi để vô cái hột gà cái hao hột vô. Hột hao hột chứ. Cảm biết sao hao không? Mình để vô nè. Rồi cái lúc nó dính vô tô vô chén. Rồi có nhầm lúc khi mình làm đổ. Thì nó phải hao hụt rồi.
lâu làm món này làm miệng ăn ngon ha. Ừ, hột gà hấp nướng. Ừ, anh tính đâu khó làm lắm. Và cả nhà ơi, cái món trứng gà nướng của mình đến đây mình cũng xin kết thúc clip nha. Cả nhà vào xem thì cả nhà cũng nhớ để lại cho mình một lượt đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip tiếp theo nha. Chào cả nhà. Dạ, dạ, dạ.